À, bây giờ sư về bên thư viện nghỉ ngơi. Ai với là Phật, con chào sư. Ai với là Phật, con chào sư à. Dạ, con chúc sư nhiều sức khỏe. Ai với là Phật. Ai với là Phật, con chào sư là hạnh phúc lắm đó. Dạ. Được phước lắm á. Phước lắm. Nghĩ cuối đời thầy sẽ bỏ chùa và thầy trở thành một người khắc sĩ thật sự. Giống như sư Minh Tuệ đó, cứ mặc cái y bát nạp đi muôn nơi, sống với chúng sanh vạn loại, không có đặt nặng vấn đề tiền bạc như thế nào, nhà cửa. Nè, chùa còn thì con tu rồi đã chùa. Trong tu viện mình luôn. Dạ, sư Minh Định là đệ tử sư Minh Đạo. Dạ, sư Định con biết. Sư Định là con. Đây à, mấy chú tiểu chở xem đa vào luôn. Vô đây là trong này luôn. Giờ con thầy ở trong thì cũng có nhiều phần sự. Con phải cũng thay mặt nhóm từ thiện Minh Tông qua. Bây giờ còn cũng cái này cái của nhóm các anh chị em cũng gọi là hùng chúc phước để gửi cho cô diện thành nuôi nhỏ. Còn có mì gạo, đường sữa với bánh kẹo. Nãy đã có chở rồi, một ít cũng tại đây thì để gửi trao cho chùa mình để cho các cháu. Kính chúc cô quý tăng chúng của chùa ở đây thì thường ý. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2024, thầy đại diện cho tu viện Minh Đạo xin chân thành tri ân toàn thể đoàn Phật tử từ thiện Minh Tâm ở thành phố Biên Hòa đã đến tu viện Minh Đạo cúng dường những thực phẩm thiết yếu cho tu viện Minh Đạo để lo đời sống hàng ngày các chú tiểu. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo tùy từ gia hộ cho toàn thể đoàn Phật tử nhóm từ thiện Minh Tâm ở thành phố Biên Hòa luôn luôn ngày càng phát triển, gặp nhiều điều may mắn trên bước đường công danh sự nghiệp. Thầy đại diện cho tu viện Minh Đạo xin chân thành tri ân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, đại diện chùa xin tri ân toàn thể nhóm từ thiện. Dạ, lấy xe đi luôn quý vị. Đây có thêm một đoàn Phật tử. Dạ, cũng có xe. Ngày hôm nay là cũng có rất là nhiều đoàn đến cúng dường gạo, mì, bánh oxy cho mấy chú tiểu vào ăn phải nè. Mì ủ đỏ, sữa tươi, sữa hộp. Đây là bà con nha, đi mình dầm ra ngoài cẩm chánh cái nhà xem. Đây là bà con đang đến. Và trước là bà con đang đến.
À dạ, vừa vào đây chăm sóc cây kiển đâu luôn. Thầy. Dạ. Cây miếng đào. Dạ. Khi mà sau này sư Minh Định thầy thay thầy làm chủ trì, rồi lúc đó là chú chắc là phải chăm sóc thường xuyên cực hơn nhiều nữa đó. Dạ, ở gần với lại sư Minh Định phụ giúp luôn ha chú ha. Sư Minh Định còn gọi dương vì Phật pháp. Dạ. Thì chăm chú sư Minh Đạo. Dạ. Dạ. Dạ, cái bằng đại đệ tử luôn đó chú ha, đại đệ tử của sư Minh Đạo. Dạ. Thầy cũng được cho làm sau này làm chủ trì chùa này đó. Dạ. Thầy khi mà đi học mới về. Dạ. Đi nước ngoài 7 năm. Học trung cấp 3 năm Phật học 5 năm, giáo Phật học 5 năm. Dạ. 13 năm đi nước ngoài 7 năm. Dạ. Là 20 năm. Ồ, dữ vậy ha. 20 năm là biết Phật học. Dạ. Sư Minh Định làm sau này làm chủ trì chùa là Minh Đạo, sư là sư Minh Định có chia sẻ lại với chú, nói lại với chú mà. Dạ, sư cũng chưa kể lại với quê thôi. Dạ. Nhưng mà chúng mình. Dạ dạ. Dạ. Mình trước đây mình cũng chưa được Phật pháp răng lắm, nhưng mà sau khi ở dưới là con hãy tu học thêm, mình học hỏi thêm. Dạ. Thì mình làm phước. Dạ. Thì sau này hồi trước gia tôi nghèo lắm, nhưng mà nói chung mà tu học thì còn đi hay lắm. Dạ. Phước bảo hiểm đi hôm nay gia đình tôi đang có ở Lâm Đồng. Dạ. Mà muốn bạn là làm gia đình đại gia đình sức khỏe. Dạ. Làm cây trại không xê. Dạ. Là một người tự nhiên. Dạ, dạ. Phước báo của nhà kêu bằng gia đình mình có người đi tu rồi được phước báo gia đình hưởng chú ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú nhiều, chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe chú ha. Dạ, chào chú. Thì bánh bèo cơm tấm bún riêu. Hỏi coi mấy giờ đi kìa. Buổi sáng bà con đến tu viện nha cả nhà, đến tu viện về lễ Phật, sau đó là sẽ đi qua bên chỗ cái ao cả nhà để mà nghe thầy thuyết pháp. Nhưng mà mình muốn ở đây cập nhật cái hình ảnh. Mình muốn ở đây để cập nhật cái hình ảnh của sáng nay để chia sẻ với cả nhà. Đây những hình ảnh ngày nào, nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt là đông hơn cả nhà. Ngày hôm nay đông. San sẻ yêu thương, đây là đoàn Phật tử san sẻ yêu thương đến tu viện rồi chụp chung với sư Minh Hưng. Sư Minh Hưng hiện là phó chủ trì. Dạ, ai là bà sư bà dẫn Phật tử qua bên mọi người đi đây lễ Phật. Này là do xe lớn cái nhà, xe lớn người ta đến đây để mà cúng dường nhưng mà không có vào được, vì vậy những cái xe ba gác để hỗ trợ chở vào. Đây là buổi sáng ở đây thì buôn bán nhiều hơn, đông hơn những ngày trước. Ở đây con đường này là con đường to lớn cả nhà, xe lớn chạy vào được nhưng mà đi vào sớm thì được, chứ bây giờ càng về sau thì sẽ đường nó sẽ bị kẹt đường cả nhà.
Đây là rau củ quả ngày hôm ta, hôm nay ta đem vào cúng dường rất là nhiều luôn cả nhà. Bí nó trắng, bí đao, bắp cải, cà tím, rồi măng, đậu que, dưa leo, cà rốt, đậu bắp nhiều lắm cả nhà. Tại vì ngày hôm nay là ngày lâm trận nhất, sẽ cần rất là nhiều những cái rau củ quả để mà phục vụ cho bà con, các khách thập phương, các Phật tử đến thăm tu viện Linh Đạo. Xin đạo nằm nghỉ một vài tiếng thì sức khỏe hồi phục lại, sẽ có thể gia thăm bà con cũng như gặp gỡ bà con, để tại vì bà con nghe tin hôm nay sư về cũng không ngại đường xa xa xôi đến đây để thăm sư. Mong là sư cũng hiểu được cái tấm lòng quý mến của bà con Phật tử khắp nơi, mà mình có thể gia gặp hỏi thăm trò chuyện với bà con, đó là niềm vinh hạnh và vui vẻ hạnh phúc của bà con. Đây có một xe của bà con Phật tử đến cúng dường. Mình thấy có gạo, sữa, thì đa số là những đoàn khách thập phương đến đây cúng dường gạo, sữa và bánh oxy cả nhà. Có lẽ là gia đình nên người ta đến đây cho thăm tu viện, rồi có những còn quà đóng góp cho tu viện Linh Đạo. Từ ở Sài Gòn cũng có nhiều đoàn, khi nghe tin sư đến thì ở Phan Giang, Phan Thiết, Bình Thuận cũng đến, mọi miền đất nước
mong được gặp sư một lần. Được nhà bếp đó hả? Rồi rồi chừng nào mới đi qua mấy cái chỗ kia. Cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog, bây giờ là gần 2 giờ chiều ngày cả nhà. Thì đây là bên tu viện Minh Đạo. Thì 2 giờ chiều sẽ có buổi thuyết giảng thứ hai. Hồi sáng là vào lúc 9 giờ, thì chiều nay xin lỗi 2 giờ rưỡi đó. 2 giờ rưỡi sẽ có buổi thuyết giảng của thầy của sư Minh Đạo. Thì ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 là ngày Chủ nhật, là ngày sư Minh Đạo cũng đã về tu viện. Và sau bao tháng thầy ăn cư nhập thất thì bây giờ sư Minh Đạo gia hạ và về thuyết giảng. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên chỗ sư Minh Đạo thuyết giảng chia sẻ đó nha. Ở đây là con đường đi qua bên cái ao mà mấy tối hôm qua thì cũng đã tổ chức lễ qua đăng ở dưới thả đèn ở dưới đây cái ao rồi cả nhà. Thì hồi sáng này cũng thầy cũng thuyết giảng vào lúc 9 giờ, và sau buổi thuyết giảng của thầy một tiếng, thầy có phát quà cho bà con Phật tử khi mà hôm nay đến thăm tu viện. Và ngày hôm nay chiều hôm nay 2 giờ rưỡi thầy cũng sẽ có buổi thuyết pháp một tiếng. Thì ở dưới đây, cái khu dưới đây nó rất là rộng cả nha. Đây hồi nãy thì 11 giờ mấy là sư Minh Đạo thuyết giảng xong rồi, bây giờ về cái mọi người đều về và sư nghỉ ngơi. 2 giờ rưỡi chiều sẽ tiếp tục. Cảm ơn cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Hôm nay là ngày 11 tháng 8. Thì vị trí mình đang đứng ở đây là trong bên cái ao mà hôm qua thầy tổ chức lễ quá đăng. Thì hôm nay là sư Minh Đạo về đây thuyết giảng và có tặng quà cho bà con đó nha. Thì thầy đang tặng quà cho bà con đó nha. Đó, bà con Phật tử hôm nay đến tu viện được sư tặng quà. Anh được Phật chúc con rồi. Rồi xin cảm ơn. Thì hiện giờ bà con Phật tử đến tu viện Minh Đạo đều được bà được sư Minh Đạo tặng quà lập đến mọi người. Và 2 giờ rưỡi thì sư sẽ có buổi thuyết pháp. Sư mặt rồi cả nhà. Do sư mặt rồi, sư mặt xin nghỉ ngơi tại vì 2 giờ rưỡi chiều sẽ có buổi thuyết pháp tiếp cộng đồng nên bây giờ thầy tranh thủ chắc nghỉ được chừng khoảng cái tiếng rồi cả nhà. Thôi bây giờ sư về bên tu viện nghỉ ngơi. A Di Đà Phật, con chào sư. A Di Đà Phật, con chào sư. Dạ con chúc sư nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con chào sư là hạnh phúc lắm đó. Dạ. Được phước lắm á. Phước lắm. Sáu tiếng rồi. Sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng. Sáu tiếng mà nắng dữ quá. Hôm nay là thư mặt kinh khủng. Thì phấn tạo giống sư thầy Minh Tại cả nhà. Thì sau khi thầy thuyết pháp buổi sáng phát quà, bây giờ cũng trời
chưa nắng này, sư nghỉ mệt một tí, sư nghỉ mệt tí là 2:30 sẽ gấp tiếp tục. Giờ sư nghỉ mệt tới 2:30 cái buổi xuất phát nữa cả nhà, tranh thủ nghỉ một tiếng nữa nha. Giờ là 1:00 rồi, 2:30 hay sư tiếp tục. Còn đây là một con đường qua cái ao mà. Hồi sáng này là sư dựng cái khung ở đây, bà con qua đây ngồi tại vì bên đây là thoải mái nè. Bà con bây giờ cũng tranh thủ về nghỉ ngơi khoảng tiếng nữa, 2:30 là sẽ tiếp tục buổi xuất phát chiều 2. Bây giờ bà con đi qua bên chánh điện của viện để mà lễ Phật. Giờ 2:30 bà con sẽ tiếp tục qua bên đó để mà nghe bài thuyết pháp của sư là buổi chiều nay đó. Ngày hôm nay thì sư Minh Đạo đã mặc sư thánh khảo giống như là của sư cũng của thầy Minh Đại. Và buổi sáng này sư Minh Đại cũng có chia sẻ là sư sẽ tu theo cái hạnh của sư Minh Đại, và hai tháng vừa qua sư đã an cư, sư thực tập ăn bữa ngọ không dùng bữa chiều. Và của Minh Đại thì sư sẽ tiếp tục hồi sau cái thầy sư về thuyết pháp buổi ngày hôm nay mà mùa Vu Lan, thì sư sẽ tiếp tục là nhập thất nữa cái này. Đạo tràng Quỳnh đạo tràng Đại Bi Quỳnh Tâm. Đạo tràng là đi xe chắc cũng khoảng 50 chỗ. Và đây là những phần quà của bà con Phật tử đến thăm tu viện, gồm có những thùng mì, những bịch bánh oxy dành cho các chú tiểu. Bây giờ họ ra về, từng đoàn xe cứ đến rồi đi, đến rồi đi. Đi mình đi từ từ đi. Không, có trường hợp muốn kẹt quạng vậy. Quạng. Mấy khác không? Mấy chỗ này đi. Những cô ở thành phố đến tu viện nghe tin thầy và đến thăm thầy thăm sư, cũng như có chút tiền tài tiền bạc thì cúng dường để chung tay với thầy chăm lo các chú tiểu ở trong tu viện. Một giờ mấy là chiều nay là 2:00 nhưng mà 2:00 thầy sẽ thuyết pháp, nhưng mà do thầy sức khỏe yếu quá nên buổi chiều hôm nay không có thuyết pháp, nên mọi người cứ để sẽ đến thăm tu tham quan tu viện lễ Phật, và có thể thầy khỏe sẽ xuống trò chuyện.
cũng như là hỏi thăm các Phật tử. Lấy đây luôn. Lấy đây luôn. Chúng ta đó chị, bây giờ lấy. Đừng mà chị đứng đây đi mà. Rồi nếu mà thầy có khỏe thì nhờ mấy thầy đem thông báo cho rồi cho Phật tử. Do sức khỏe của sư tiếp bà con Phật tử từ sáng đến giờ cả nhà thuyết pháp, sau buổi thuyết pháp là đứng tặng quà cho bà con mấy tiếng đồng hồ nên sức khỏe nói chung ai cũng vậy thôi nha, mấy tiếng mà tiếp xúc trò chuyện với bà con Phật tử là đều thời một thời gian mấy tiếng vậy được cũng cảm thấy mệt nên cần có phải thời gian nghỉ ngơi thì mong các cô các chị khi mà vậy là hồi sáng này thông tin mình tối qua thì biết 6.000 nhưng mà bây giờ chú tiểu đó trong tu viện nói là số lượng người thì ngày hôm nay tham dự đến 20.000 người. Hai bây giờ đúng không ra rồi để mấy gà. 20.000 người ngày hôm sáng này đến tham dự cũng như là tham quan lễ Phật và nghe thầy thuyết pháp. Bây giờ sau khi mà thuyết pháp xong một tiếng thầy tặng quà đến giờ này mới xong đó nha. Hồi lúc 9 giờ thuyết pháp tới 10 giờ. Giờ thầy đứng tặng quà đấy như là phát lập cho bà con. Nghe tiếng niệm Di Đà mà lòng bỗng xót xa. Ta xót cho người bệnh mà cũng xót cho ta. Xót xa cho cuộc đời một kiếp sống trôi qua, xót xa cho phận người một kiếp sống vô duyên. Nương theo tiếng Di Đà mà về cõi Tây Phương, chớ vương vấn bụi trần cũng vợ đẹp con ngoan. Trần gian là cơn gió thổi qua vùng cô liêu, tình yêu là chiếc lá cuốn theo cơn gió chiều. Khuyên ai sớm niệm Phật từng hơi thở hôm nay, chớ nên hẹn một ngày rồi chết đến không hay.
khát nước mới đào giếng, buồn man lắm ai ơi, chờ đến lúc bệnh nặng niềm vẫn đã buồn rồi. Nghe tiếng niềm Di Đà mà lòng bỗng xót xa, ta xót cho người bệnh mà cũng xót cho ta. Xót xa cho cuộc đời một kiếp sống trôi qua, xót xa cho phần người. Đây là trong chánh điện của tu viện Minh Đạo, khi bà con Phật tử đến trước là lễ Phật, sau đó thì cúng dường những tịnh tài vật và trình lên với sư Minh Hưng và vô lễ Phật cái nhà. Thì có duyên nếu mà chưa ăn sáng hoặc ăn trưa thì vào ăn cơm chay cùng với nhà chùa mời. Là tới chánh điện của tu viện Minh Đạo thì những ngày cách đây và tuần lễ trước thì được treo ảnh của thầy Minh Tuệ lên hết rồi cả nhà, xung quanh luôn á, nhiều lắm. Bà con sau khi vào trong tu viện đạo lễ Phật thì ghé vào nhà bếp, thì được bà con ở các cô làm công quả ở nhà bếp mời dùng bữa cơm chay tại chùa. Thì ngày nay sáng này là có rất là nhiều món, có rất là nhiều đoàn của nhiều đoàn người Phật tử người ta đến cúng dường cả nhà. Như là sáng thật phi hôm qua mình thấy là có một đoàn Phật tử ở Phan Thiết 30 người vào đổ bánh bèo Bình Thuận để mà phục vụ chiêu đãi bà con. Rồi đoàn thì nấu cơm tấm, một đoàn thì nấu bún điêu, bốn nồi bún điêu, đoàn thì cà phê sữa đá, rồi trà sữa, rồi nước cam. Nói chung là ngày hôm nay mọi người bà con khắp nơi biết ngày hôm nay là ngày sẽ đông nhất và long trọng, nên mà ai cũng chung tay nhau chia sẻ, mỗi người một tay góp vào để giúp chung vui với mừng ngày xuân đạo là trở về và thuyết giảng sau những ngày thầy an cư. Thì sáng này sư Minh Đạo cũng chia sẻ sau ngày hôm nay sư Minh Đạo sẽ tiếp tục an cư cả nhà, và một năm sẽ về một ngày Vu Lan cũng như là về thăm các chú tiểu thì mỗi năm một lần. Và sư Minh Đạo ngày hôm nay cũng đã mặc y phóng tạo cũng giống như thầy Minh Tuệ và tu theo hạnh 13 hạnh đầu đà, và theo như lời chia sẻ của bố sư Định thì sư Định sẽ là người tiếp thầy, tiếp sư Minh Đạo chăm sóc các chú tiểu và chăm coi tu viện, và sư Định sẽ là người chủ trì và do sư Minh Đạo truyền lại. Nhà bếp bây giờ rất là đông vui nha cả nhà. Bây giờ là 2 giờ cả nhà. Rồi mình nghỉ 3-4 giờ trời mát là sẽ đông nữa. Cực nhất là những cô làm công quả ở nhà bếp làm không ngưng nghỉ, nhưng mà cũng may mắn là cũng có nhiều đoàn Phật tử ở phương xa người ta đến hỗ trợ cả nhà. Đó, cũng có đem theo, có người đem nguyên liệu rồi đến đây nấu nướng thôi cả nhà. Như cũng như có nhiều đoàn ở Bến Tre thì gói bánh ít bánh tét rồi đem lên đây phát, cũng như là
phục vụ cho bà con khi mà đến thăm tu viện.